Vâng, xin được chào buổi sáng anh chị và quý vị khán giả. Trước khi chịu tác động của cả không khí lạnh và hoàn lưu của xoáy thuận nhiệt đới mới từ ngày mai thì dự báo là tạm thời trong ngày hôm nay cả nước sẽ đều ít mưa. Trong đó thì ở khu vực Bắc Bộ sẽ là nơi mà khô hanh và nắng nhiều nhất. Độ ẩm thấp nhất vào trưa và chiều nay ở hầu khắp các thành phố đều không nơi nào vượt quá 68%. Cộng thêm đó là nhiệt độ sẽ vào khoảng là từ 26 cho đến 30 độ. Cảm giác ấm áp nhưng mà khô hanh. Và thời tiết nắng hanh như thế này sẽ còn kéo dài sang cả tuần sau khi mà không khí lạnh liên tục tăng cường xuống. Và để tránh cho da bị khô, nứt nẻ thì ngoài việc uống nước đầy đủ hay là bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên thì các bạn cũng nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả. Đây là những thức ăn vừa chứa nhiều nước lại có nhiều vitamin tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Còn với khu vực Trung Bộ thì dự báo trong ngày hôm nay cũng sẽ giảm hẳn mưa và nắng xuất hiện ở nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa cho đến Huế sẽ là từ 27 cho đến 29 độ. Còn với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết thì nền nhiệt sẽ cao hơn một chút là từ 28 đến 30 độ. Với khu vực Tây Nguyên thì dự báo trong ngày hôm nay mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, còn trong ngày sẽ có nắng liên tục từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột sẽ là từ 28 đến 30 độ, chỉ riêng có Đà Lạt là 24 độ. Còn với khu vực Nam Bộ thì từ giờ cho đến chiều cũng sẽ có nắng nhiều và nóng, thậm chí là ở Biên Hòa là nơi nóng nhất 34 độ, còn lại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các nơi khác phổ biến sẽ là từ 32 đến 33 độ, chỉ ít nơi ven biển mát mẻ hơn như là Bạc Liêu 31 độ. Và đến chiều tối thì khả năng mưa sẽ xuất hiện ở một vài nơi ở khu vực ven biển miền Tây và có thể kèm theo dông. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay.